Bộ hình dáng của mình có 4 mảnh búp bê và rất nhiều bộ trang phục lung linh đủ màu sắc luôn đó. Mình sẽ lần lượt mặc những bộ trang phục đầu tiên cho từng mảnh búp bê nhé. Búp bê tóc vàng đã có trang phục rồi, mình sẽ cho bạn ấy xách một chiếc túi cùng màu với quần áo của bạn ấy luôn. Búp bê tiếp theo, tóc tím, mình sẽ mặc một chiếc đầm màu hồng có váy xòe nha. Bạn búp bê tiếp theo sẽ được mặc một bộ vest và váy xòe màu tím nè. Và bạn búp bê cuối cùng với một chiếc váy tần họa tiết đủ màu, đủ loại hoa xinh xắn quá đi. Giờ mình sẽ trang trí xung quanh và thêm phụ kiện cho các bạn búp bê nha. This is free to use in your videos. Thanks for watching. Tiếp tục, mình sẽ thay trang phục mới cho các bạn ấy nè. Bạn đầu tiên, mình phối váy xòe xếp lên màu xanh, áo tay phòng màu xanh lá cây, giày và túi xách cũng cùng màu luôn. Bạn tóc tím là một chiếc đầm màu xanh dương nhạt có nơ ở cổ áo, trông rất là nữ tính nha. Bạn tóc xanh thì mình sẽ mặc cho bạn ấy trang phục kimono của người Nhật. Và bạn ấy cầm thêm một chiếc quạt nữa. Wow, xinh quá, y chang người Nhật luôn đó. Và bạn cột tóc tím hai bên này, mình sẽ mặc một chiếc đầm crop vai, trông rất là dễ thương, nhìn xinh đó là xinh luôn, rất là quyến rũ nữa. Bây giờ mình sẽ thay thêm trang phục mới nữa nha. Các bạn nhớ theo dõi xem mình thay trang phục cho các bạn búp bê bao nhiêu lần nhé. Nhớ là trả lời cho mình biết xem có đúng hay không nha.
thích video này, hãy nhấn like và nhớ nhấn subscribe để theo dõi kênh của tụi mình nhé.
đã xong rồi. Cho các bạn ngắm các nhà búp bê một lần nữa nè. Và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé. Chào tạm biệt.